Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
túi dày chứ. Cứ chậm chậm rãi mà làm không có việc gì. Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, trường sự nhất trí của ban giám hiệu, của hội đồng phường Tam Quang, liên đội trường trung học cơ sở Tam Quang long trọng tổ chức đại hội nhằm đánh giá những kết quả đạt được 2021. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn đoàn viên, trong đại hội này sẽ bầu ra ban chỉ huy đủ điều kiện. Được phía nhà trường xin nhiệt liệt chào đón cô Huỳnh. Thank you.
định sự thành công các điểm bài là vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta thêm phần sôi động. Nhưng việc xây dựng bài thi đạt kết quả cao cũng chính là do các bạn chỉ tập trung và có những học sinh vẫn chưa xác định được cho mình cách học, vẫn còn tâm lý học để đối phó. Nhiều học sinh trước đây đã từng là con ngoan trò giỏi, từng là hy vọng của các thầy.
hay là một nữ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, được sự tín nhiệm của đại hội bầu 6 chúng tôi gồm 1. Cái này cũng từ từ hay gây. Mấy này nha, không đẹp quá. Như gì? Dạ như gì? Dạ. Tôi luôn ai dám to. Yeah.
động tiến độ trường học sân bay chúng ta nhiệm kỳ 2020-2021 thành công tốt đẹp. Đến giờ phút này liên đội